Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong ngày 23 và 24 tháng 7 tại Sơn La, mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông. Trong đó, vùng tâm lũ, xã Chiền Nơi, huyện Mai Sơn do sạt lở đã làm chôn vùi 6 người. Các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực xã Chiền Nơi, huyện Mai Sơn. Đến tối qua, thi thể của hai nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.